Sáng ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy 6 tháng đầu năm qua hơn 124.000 cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm trên 12.000 tỷ đồng, hơn 2.800 hectare đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính nhiều tập thể cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 30 vụ, 45 đối tượng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính cả nước đã tiếp hơn 182.000 lượt công dân. Qua công tác tiếp dân cho thấy, nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực hành chính, đất đai, tư pháp và tham nhũng. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 44 tỷ đồng, 25 hectare đất, bảo vệ quyền lợi cho 656 người, kiến nghị xử lý hành chính 263 người. Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.